Chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Tin Mới, kênh thông tin hữu ích luôn cập nhật những tin tức chính trị xã hội nóng nhất trong ngày. Đến với chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Người đứng đầu cơ quan khí tượng của Trung Quốc bị lũ cuốn trôi. Thời báo Hoàn Cầu sáng nay cho biết, ông Zhao Jianbao, trưởng phòng khí tượng thành phố Yongji, đến văn phòng của mình như thường lệ. Tuy nhiên, khi trở về nhà thì gặp mưa lớn và bị lũ cuốn trôi. Ông Zhao may mắn được người dân địa phương giải cứu vào chiều cùng ngày. Thành phố Yongji hứng chịu trận mưa lớn từ 7 giờ tối ngày hôm qua đến 3 giờ chiều ngày hôm nay với lượng mưa kỷ lục 609,1 mm. Tính đến đêm nay, mưa lớn ở Yongji đã khiến ít nhất một người chết, hai người mất tích và 3.620 người phải di rời. Mạng lưới điện và viễn thông địa phương đã bị gián đoạn do lũ lụt, do đó cơ quan khí tượng của thành phố không thể cập nhật tình hình thời tiết trong hơn 10 giờ. Do mưa lớn chưa từng có, cơ quan kiểm soát lũ lụt và hạn hán Trung ương đã cử một nhóm công tác đến tỉnh Hà Nam và bắt đầu hoạt động cứu hộ khẩn cấp cấp 3. Gần 849 người đã được cứu và 1.500 người đã được sơ tán đến nơi an toàn. Ít nhất 32 hồ chứa vừa và lớn ở Hà Nam đã vượt lũ. Tình trạng ngập lụt nghiêm trọng đã xảy ra ở một số đoạn sông ở tỉnh này. Quân đội, cảnh sát vũ trang và lính cứu hỏa đã được triển khai để hỗ trợ người dân sơ tán. Quân đội Trung Quốc và Bộ Quản lý Khẩn cấp đã cử gần 5.000 binh sĩ và nhân viên cứu hỏa đến hỗ trợ công tác cứu hộ. Lũ lụt cực đoan ở Hà Nam đã khiến ít nhất 25 người chết và hàng trăm nghìn người mất tích sau trận mưa lớn kể từ 2 ngày trước đó. Cơ quan khí tượng Hà Nam đã nâng mức ứng phó khẩn cấp lên cấp 1, cấp cao nhất. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi mọi nỗ lực giúp đỡ những người bị ảnh hưởng bởi lũ ống và lũ quét, đồng thời kêu gọi chính phủ ưu tiên tính mạng và tài sản của người dân. Các video trên mạng xã hội Twitter và Weibo cho thấy nhiều người bị mắc kẹt trong tàu điện ngầm, nước ngập đến nửa chiều cao, 12 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương trong vụ việc này. Ô tô và mô tô trôi trên đường, trong khi một số người dân phải bám vào cây để giữ đầu trên mặt nước, các chuyến bay và chuyến tàu nối giữa các thành phố buộc phải ngừng chạy. Đầu tháng này, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc đã cảnh báo rằng nước này sẽ trải qua các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt hơn bao giờ hết và dự đoán các điều kiện thời tiết bất lợi cho phần còn lại của mùa hè. Dự báo của Cục Khí tượng Trung Quốc ước tính cao hơn lượng mưa bình thường từ 20-50%. Một số sông lớn như sông Hoàng Hà có khả năng dâng cao gây lũ lụt. Hoàng Hà, con sông dài thứ hai ở Trung Quốc sau Dương Tử, chảy qua 9 tỉnh, bao gồm cả Hà Nam. Năm 2020, giữa lúc đại dịch COVID-19 bùng phát, Trung Quốc đã trải qua trận lũ lụt tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ, khiến gần 280 người chết hoặc mất tích. Thưa quý vị, theo Nhân dân nhận báo cho biết, kể từ đầu tuần liên tục có mưa lớn ở Giang Nam, Nam Trung Quốc và Nam Quý Châu, lượng mưa tích lũy ở khu vực phía Tây và Bắc Bộ, Bắc Phúc Kiến và các nơi khác là hơn 100 mm, 250-450 mm ở Bắc Quảng Tây, Bắc Giang Tây, Tây Chiết Giang và Tây Bắc Phúc Kiến và 500-521 mm ở Quảng Tây Quế Lâm. Trong đó, Quảng Tây, Quế Lâm và Hà Châu, Hồ Nam, Vĩnh Châu, Quảng Đông, Thiều Quan và Thanh Nguyên, Giang Tây, Gan Châu và các trận mưa lớn địa phương khác. Quảng Tây, Guilin-Yongfu County và các trận mưa lớn địa phương khác từ 250-330 mm. Lượng mưa hàng giờ tối đa là 50-116 mm. Lượng mưa lớn gây ra lũ lụt, mưa đá và các thảm họa địa chất dẫn đến các mức độ thiệt hại khác nhau đối với các loại cây trồng như chè và ớt. Theo thống kê, thảm họa đã khiến 1,763 triệu người tại 200 quận và huyện thuộc 45 thành phố, quận tự trị thuộc 8 tỉnh khu tự trị gồm Giang Tây, Hồ Nam và Quảng Tây bị ảnh hưởng, 9 người thiệt mạng, 5 người mất tích, 120.000 người phải di rời và tái định cư khẩn cấp, 6,9 vạn người cần hỗ trợ sinh hoạt khẩn cấp, hơn 900 ngôi nhà bị sập và 13.000 ngôi nhà bị hư hỏng ở các mức độ khác nhau, diện tích cây trồng bị ảnh hưởng là 1.135.000 ha, trong đó 9,8 nghìn ha không được thu hoạch, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 2,88 tỷ nhân dân tệ. Thảm họa lũ lụt khiến đường phố bị ngập lụt ở quận Yushan, thành phố Jingdezhen, tỉnh Giang Tây. Đồng thời, theo tin tức thời tiết Quảng Đông trong 20 ngày, Quảng Đông đã phát 1.057 tín hiệu cảnh báo mưa bão, trong đó có 73 cảnh báo mưa bão màu đỏ. Dự báo tại Quảng Đông sẽ tiếp tục có mưa xối xả từ 2 ngày nay.
Ở một số thành phố và quận sẽ có mưa to đến rất to, có nơi mưa rất to kèm theo dông và gió giật mạnh cấp 8. Tính đến 6 giờ ngày hôm nay, tín hiệu đỏ cảnh báo mưa lớn tại 15 nơi ở Quảng Đông có hiệu lực. Theo Thâm Quyến, vào lúc 13 giờ 5 phút ngày hôm qua, Đài quan sát khí tượng Thâm Quyến đã ban hành cảnh báo mưa bão màu đỏ ở quận Đạ Peng mới và quận Biển Đông, và thành phố đã vào tình trạng khẩn cấp để phòng mưa bão. Các trường không bán trú của thành phố đã đình chỉ các lớp học, một số đã ra thông báo đình chỉ, cơn mưa xối xả ở Quảng Đông thậm chí còn nằm trên danh sách tìm kiếm nóng hổi của Baidu. Ngoài ra, theo Yangcheng Evening News, do mưa lớn trong nhiều ngày, sạt lở đất đã xảy ra trên đường cao tốc Ganghui, đường cao tốc Simbo, đường cao tốc Boshen và đường cao tốc Guangzhou ở tỉnh Quảng Đông và giao thông bị gián đoạn ở một số đoạn. Tập đoàn Đường sắt Quảng Châu đã thông báo trên Weibo rằng do lượng mưa lớn ở Thanh Viễn và Huệ Châu ở Quảng Đông, các chuyến tàu đi qua đường sắt cao tốc Vũ Hán-Quảng Châu, đường sắt Bắc Kinh-Quảng Châu và đường sắt Hạ Môn-Thâm Quyến đã bị hoãn hoặc dừng theo các mức khác nhau. Tính đến 10 giờ ngày hôm qua, 38 chuyến tàu đi qua ga Nam Trường Sa đã bị tạm dừng. China Weather Network News dự báo trong 3 ngày tới, mưa vẫn cố thủ ở hầu hết phía Nam. Mưa ở Giang Nam, Nam Trung Quốc, Trung và Lưu Sông Dương Tử và các nơi khác có cường độ mạnh, đặc biệt là ở phía Bắc Quảng Tây, nơi sẽ liên tục hứng chịu lượng mưa lớn. Khi mưa xối xả tiếp tục, một số thành phố bắt đầu bị ngập úng nghiêm trọng và một số tuyến giao thông chính bị ngập. Những năm trước đây, những tình huống tương tự cũng thường xuyên xảy ra. Mặc dù hàng năm nhiều thành phố chi rất nhiều chi phí tài chính cho việc xây dựng đô thị, nhưng các vấn đề về hệ thống thoát nước đô thị tích tụ trong nhiều năm dường như vẫn chưa được giải quyết một cách căn bản. Vì vậy, với sự xuất hiện trở lại của trận lũ lụt này, liệu thành phố bậc biển nổi tiếng một thời có tái xuất hiện? Theo Tân Hoa Xã, từ 3 ngày nay, nhiều nơi ở Quảng Tây đã xảy ra mưa to đến rất to, một số nơi mưa rất to đã xảy ra. Theo thống kê của cơ quan cấp cứu tỉnh Quảng Tây, thiên tai lũ lụt đã khiến hơn 320.000 người ở Quảng Tây, một người chết do sét đánh, diện tích hoa màu bị ảnh hưởng hơn 14.000 ha. Cục khí tượng khu tự trị Quảng Tây đã nâng cấp độ ứng phó khẩn cấp với thiên tai khí tượng mưa lớn lên cấp độ 2. Trung tâm khí tượng khu tự trị đã đưa ra cảnh báo lũ Gia Cam lúc 14 giờ. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn, 36 trạm của 20 con sông ở Quảng Tây đã vượt mực nước cảnh báo từ 0,02 đến 3,84 m. Tại quận Tialin, thành phố Ba Sê, 11 thị trấn bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn liên tục, 2 tuyến đường quốc lộ và tỉnh lộ bị gián đoạn, 23 tuyến đường quận và thị trấn bị gián đoạn, hơn 120 tuyến đường giao thông bị gián đoạn. Và sáng sớm ngày hôm qua tại thị trấn Lijiao, Nationality, có một trận mưa lớn, 24 con đường làng không thể đi qua, 1.890 người trong thị trấn bị ảnh hưởng và 460 người phải chuyển đi khẩn cấp. Tại quận Yangshu, thành phố Quế Lâm từ 2 ngày nay đã có những trận mưa dông xối xả và một số trận mưa cực lớn. Lượng mưa lớn hơn bao gồm 406mm ở làng Long Tan, thị trấn Yangshu và 343,5mm ở làng Jidi, thị trấn Gyaotan. Vào lúc 10 giờ cùng ngày, mực nước của trạm thủy văn Yangshu của sông Quý Giang là 110,58m và mực nước hiện đang lên chậm. Tại thành phố Hà Châu, do mưa lớn nên phần lớn khu vực nội thành bị ngập, khiến các phương tiện qua lại rất khó khăn. Để đảm bảo an toàn cá nhân cho khách du lịch và tăng cường công tác quốc phòng, các danh lam thắng cảnh như núi Gupo và Sipasui ở thành phố Hà Châu tạm thời đóng cửa. Theo Cục Khí tượng Khu tự trị Quảng Tây, trong 4 ngày tới sẽ có mưa to đến rất to, có nơi mưa rất to cục bộ đến mưa rất to trở lại ở khu vực Bắc và Trung Quảng Tây. Hôm qua, trụ sở phòng chống lũ lụt và hạn hán khu tự trị đã tổ chức cuộc họp lập lịch trình công tác kiểm soát lũ lụt để triển khai công tác kiểm soát lũ lụt và cứu trợ thiên tai ở Quảng Tây. Quảng Tây yêu cầu các cấp ban ngành luôn duy trì cao độ cảnh giác, chú ý đề phòng đợt mưa lớn mới mang lại thử thách nghiêm trọng, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân. Theo ChinaNews.com, huyện Tialin, tỉnh Quảng Tây đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng và trường trung học cơ sở thị trấn Liuzhu Yaoyu trở thành một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong huyện, núi và mương nước phía sau trường. Sân bóng rổ cũ phía trước tòa nhà dạy học đã bị nhấn chìm hoàn toàn và hơn 400 người trong quận đã phải sơ tán do thảm họa. Theo tin từ Bộ Quản lý Khẩn cấp, mưa lớn liên tục xảy ra ở miền Nam. Tổng cục Quốc phòng đã phát động ứng phó khẩn cấp với lũ cấp 4 và cử một tổ công tác đến Quảng Tây để chỉ đạo công tác. Cảnh báo lũ lụt miền Nam.
Quý vị thân mến, theo tin tức từ World Wide Web, kể từ cuối tháng trước, mô hình thời tiết mưa trên diện rộng ở phía Nam vẫn tiếp tục, đặc biệt từ tháng 8, thường xuyên có mưa lớn ở Giang Nam, Nam Trung Quốc và Quý Châu. Tính đến ngày hôm qua, lượng mưa tích lũy ở Nam Quý Châu, Trung và Đông Giang Nam, Bắc và Đông Nam Trung Quốc nhìn chung trên 100mm, trong đó lượng mưa cục bộ ở Bắc Quảng Tây và Trung Quảng Đông vượt quá 250mm, một số nơi vượt quá 400mm và chỉ trong vài ngày, lượng mưa đã vượt quá cả tháng vừa qua. Quảng Tây, Yangsu, Yongfu, Linkui và những nơi khác thậm chí đã phá vỡ kỷ lục tổng lượng mưa vào đầu tháng trước. Bị ảnh hưởng bởi điều này, 52 con sông ở 8 tỉnh khu tự trị bao gồm Quảng Tây, Quảng Đông, Phúc Kiến, Chiết Giang, Giang Tây, Hồ Nam, Quý Châu và Vân Nam đã trải qua lũ lụt trên mực nước cảnh báo. Vừa qua, tháp Kha Thông bị bao vây bởi sương mù ở quận Haiju, thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông. Cùng ngày, cảnh báo đỏ về mưa lớn đã có hiệu lực tại nhiều nơi ở Quảng Đông, bao gồm Quảng Châu, Công Hoa, Hangzhou, Heidong, Long Môn, Qingyuan, Fujian, Wansan, Meiyu, Piwan, Sanwei, Hanfeng, Lufeng, Shanghai và 12 nơi khác. Theo tin tức từ Thông tấn xã Trung Quốc, do lượng mưa lớn liên tục xảy ra, một số sông vừa và nhỏ ở Quảng Đông đã xảy ra lũ lụt vượt mức nước cảnh báo. Tỉnh đang nỗ lực hết sức để tổ chức cứu trợ thiên tai. Theo tin tức từ Cục Quản lý Khẩn cấp tỉnh Quảng Đông vào ngày hôm nay, Sở và Văn phòng trụ sở Chỉ huy Phòng chống lũ lụt hạn hán và gió của tỉnh Quảng Đông tiếp tục gửi các sở khẩn cấp vào các thành phố, quận và thị trấn ở các khu vực bị ảnh hưởng trọng điểm như Qingyuan và Huệ Châu tại Trung tâm Chỉ huy tỉnh Quảng Đông để thúc giục việc chuyển giao kịp thời các khu vực nguy hiểm. Người có liên quan phụ trách Cục Quản lý Khẩn cấp tỉnh Quảng Đông cho biết, để đối phó với lượng mưa lớn trong những ngày qua, Huizhou, Kaohsiung, Qingyuan và các nơi khác trong tỉnh đã nhanh chóng chuyển 3.996 người bị đe dọa bởi trận mưa lớn, trong đó có 586 người ở Qingyuan, 1.110 người ở Yangqing và 2.300 người ở Huizhou. Theo tin tức thời tiết Quảng Đông, trong 20 ngày Quảng Đông đã phát 1.057 tín hiệu cảnh báo mưa bão, trong đó có 73 cảnh báo mưa bão màu đỏ. Dự báo tại Quảng Đông sẽ tiếp tục có mưa xối xả trong 2 ngày tới. Ở một số thành phố và quận sẽ có mưa to đến rất to, có nơi mưa rất to kèm theo dông và gió giật mạnh cấp 8. Tính đến 6 giờ ngày hôm nay, tín hiệu đỏ cảnh báo mưa lớn ở 15 nơi ở Quảng Đông có hiệu lực. Và lúc 13:05 ngày hôm qua, Đài quan sát khí tượng Thâm Quyến đưa ra cảnh báo vùng màu đỏ về mưa bão ở quận Đa Pen mới và khu vực biển phía đông. Thành phố đã vào tình trạng khẩn cấp để phòng mưa bão, hãy làm tốt công tác phòng một cách nhanh chóng. Bộ phận khẩn cấp bảo tồn nước, khí tượng và các bộ phận khác của Tổng cục Quốc phòng đã tổ chức một liên đoàn các phòng thương mại để phân tích và phán đoán xu hướng phát triển của điều kiện mưa và lũ lụt và video về lượng mưa ở Quảng Tây, Giang Tây, các tỉnh Hồ Nam, Quảng Đông, Phúc Kiến, Chiết Giang, Trùng Khánh, Quý Châu, các tỉnh khu tự trị, thành phố trực thuộc Trung ương bố trí triển khai công tác phòng chống. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.